Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin sau khi làm việc với chính quyền về clip vong nhập Chùa Ba Vàng dừng khóa tu mùa hè. Ngày 21 tháng 6, AFA Tiếng Việt loan tin Chùa Ba Vàng dừng khóa tu mùa hè năm 2024 sau clip vong nhập gây xôn xao dư luận. Theo đó, Chùa Ba Vàng đã ra thông báo trên website chính thức tạm hoãn tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024 mà phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký cho đến khi có thông báo mới. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho biết đại diện Chùa Ba Vàng ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh được truyền thông nhà nước hôm 21 tháng 6 dẫn lời cho biết lý do tạm hoãn khóa tu mùa hè vì nhà chùa bận một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kiết hạ. Khóa tu mùa hè đợt 1 tại Chùa Ba Vàng đã kết thúc vào ngày 19 tháng 6 với số lượng khóa sinh tham gia gần 6.000 người, kéo dài trong 7 ngày từ ngày 13 tháng 6. Theo AFA, khóa tu đợt 1 đã được chính quyền thành phố Uông Bí chấp thuận sau 2 đợt kiểm tra cơ sở vật chất cũng như các quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, môi trường và an ninh trật tự tại ngôi chùa này. Ngoài ra, sau 2 lần kiểm tra và có ý kiến ngày 12 tháng 6, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng ra văn bản số 63 chấp thuận cho chùa Ba Vàng tổ chức 3 khóa tu với các chủ đề, nội dung, thời gian dự kiến, địa điểm, số lượng và độ tuổi khóa sinh tham dự như kế hoạch chùa Ba Vàng đã gửi trước đó. Cô gái được cho là bị vong nhập tại chùa Ba Vàng. Tuy vậy, AFA cũng cho biết mới đây, trên một số trang mạng xã hội đăng tải một clip được cho là của khóa tu mùa hè này tại chùa Ba Vàng, có xuất hiện một cô gái với những biểu hiện như co giật, choáng váng, không kiểm soát được cơ thể do vong nhập khi trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật. Nhà chùa giải thích về sự việc trên cho rằng do nghiệp từ kiếp trước. Video này cũng được nhiều người chia sẻ và bình luận đồng thời không đồng tình với cách giải thích của nhà chùa, gây hoang mang, lo lắng. Vẫn theo AFA, chính quyền thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 18 tháng 6 đã có buổi làm việc với trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh. Tại đây, trụ trì chùa Ba Vàng khẳng định đoạn clip trên không phải là clip của khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024, mà chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội. Ngày 20 tháng 6, một bản tin trên AFA cho hay chính quyền tỉnh Quảng Ninh đề nghị làm rõ clip cô gái bị vong nhập trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Theo đó, lãnh đạo thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi về clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi cảnh cô gái bị vong nhập. Theo đó, lãnh đạo thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng có văn bản phản hồi về clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi cảnh cô gái bị vong nhập trong khóa tu mùa hè diễn ra tại chùa gây xôn xao dư luận. Hình ảnh một sinh hoạt tập thể trong khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng. Bản tin cũng cho hay, lãnh đạo thành phố này cũng chỉ đạo các ban ngành địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn, đặc biệt là trong thời gian chùa Ba Vàng tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2024. AFA tiếp tục cho biết, các phòng chức năng của thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng báo cáo về các nội dung liên quan sau khi kết thúc khóa tu thứ nhất, gửi về Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Uông Bí, cùng các clip ghi lại các nội dung đã thuyết giảng tại khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024. Đồng thời, đề nghị chùa Ba Vàng tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung theo thông bạch số 95 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. AFA nhắc lại vụ tai tiếng do trưng bày xá lợi tóc Đức Phật của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh vào cuối năm ngoái. Vụ việc này đã đem về cho chùa Ba Vàng hàng chục tỷ đồng, nhưng cũng khiến cho sư Thái Minh bị ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, đồng thời bị Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí phạt 7,5 triệu đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin sau khi làm việc với chính quyền về clip vong nhập, chùa Ba Vàng dừng khóa tu mùa hè. Phản ứng của các nước phương Tây liên quan đến chuyến thăm của Putin đến Hà Nội. Ngày 20 tháng 6, BBC tiếng Việt cho hay Tổng thống Putin thăm Việt Nam, châu Âu phản ứng khác Mỹ. Về phản ứng của Mỹ trước việc ông Putin đến thăm Việt Nam, BBC dẫn người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tuyên bố khá gay gắt. Không có quốc gia nào nên cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta, và nếu làm vậy là cho phép ông ta bình thường hóa những tội ác của mình.
Nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều này có thể bình thường hóa những vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Trong khi đó, BBC cho biết Ukraine và các nước trong Liên minh châu Âu không đề cập đến việc Hà Nội tiếp đón ông Putin, mà chỉ nhắc lại việc ông này đang bị tòa hình sự quốc tế ICC truy nã, cũng như nhắc đến việc cuộc chiến tranh Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Hình ảnh bài trên BBC. BBC dẫn dòng thông điệp của đại sứ Alexander Gurman trên trang Facebook của đại sứ quán Ukraine tại Hà Nội đề cập đến những tội ác của Putin và việc phải đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ngày 20 tháng 6, đại sứ quán Ukraine nhắc lại 10 năm cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, nhấn mạnh thời điểm năm 2014 khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của quốc gia này và những điều phi lý mà Ukraine phải gánh chịu trong 10 năm. BBC cũng dẫn các thông điệp được đăng tải đồng loạt trên Facebook của Đại sứ quán các nước thuộc Liên minh châu Âu EU chỉ trích cuộc chiến tranh Ukraine và nhắc lại việc ông Putin đang bị ICC truy nã liên quan đến tội ác chiến tranh. Cụ thể, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam hôm 20 tháng 6 tuyên bố Putin phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những tội ác chiến tranh nghiêm trọng, đặc biệt là việc đưa hàng loạt trẻ em Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp. Chính vì lý do này, Tòa án Hình sự Quốc tế đã phát lệnh bắt Putin. Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tuyên bố Pháp mong muốn trở lại nền hòa bình lâu dài, nhưng Pháp từ chối một trật tự thế giới dựa trên luật pháp của kẻ mạnh vì vi phạm các nguyên tắc cơ bản chi phối mối quan hệ giữa các quốc gia. Đại sứ quán Ba Lan ở Việt Nam nhấn mạnh, trong hơn 2 năm qua, người dân Ukraine đã tự bảo vệ mình bằng lòng can đảm và sự quyết tâm. Ba Lan quyết đứng về phía họ. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ đón Tổng thống Putin. Đại sứ quán Ý tại Việt Nam viết trên Facebook, cộng đồng quốc tế cần đoàn kết và nhất trí lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Đây không chỉ là cuộc tấn công vào Ukraine, mà còn nhằm vào trật tự quốc tế của chúng ta dựa trên luật lệ. Sự tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc phải được ưu tiên, cũng vì lợi ích hòa bình và ổn định ở các khu vực khác trên thế giới. Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam nêu tuyên bố, ở Ukraine, các lực lượng Nga tiếp tục vũ khí hóa, bạo lực, tình dục, hãm hiếp tập thể, hãm hiếp bằng mũi súng và thiến chỉ là một vài ví dụ về phụ nữ, đàn ông và trẻ em Ukraine hiện đang phải chịu đựng. BBC bình luận, cách phản ứng khác nhau giữa Mỹ và Liên minh châu Âu EU về chuyến đi của ông Putin đến Hà Nội cho thấy, dường như EU và cả Ukraine không muốn can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Việt Nam, nhưng vẫn lên án Nga và ông Putin gay gắt. BBC dẫn nhận định của phóng viên Jonathan Head về chuyến đi của ông Putin đến Hà Nội cho rằng, Việt Nam vẫn duy trì tình hữu nghị truyền thống với Putin, dù đang tìm kiếm các nguồn vũ khí thay thế, nhưng chuyện chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga sẽ phải mất nhiều năm. Và dù nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam đã phơi bày sự đối đầu, nhưng vẫn chưa có ai đã động tới chuyện từ bỏ tham vọng làm bạn với tất cả các nước. BBC cũng dẫn đánh giá của giáo sư Alexander Vuvin rằng, làm sao để vẫn chơi được với cả Nga lẫn Mỹ thì Việt Nam đã dùng phương pháp một bước lùi hai bước tiến. Việt Nam đã lùi một bước trong quan hệ với Mỹ vào năm 2022 và sau đó tiến hai bước trong quan hệ với Mỹ trong năm 2023. Trong lúc đó, Việt Nam vẫn tiếp tục tiến trong quan hệ với Nga. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin phản ứng của các nước phương Tây liên quan đến chuyến thăm của Putin đến Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D.